Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người tới video ngày hôm nay của Nhi. Hôm nay Nhi sẽ chia sẻ 4 công thức làm trà giảm cân, giảm mỡ, thải độc cơ thể vào mùa lạnh. Các bạn cũng đang biết là nếu muốn giảm cân, giảm mỡ thì hãy tập những bài tập như cardio và HIIT. Ngoài ra cần điều chỉnh chuyện ăn uống, ăn cân bằng, linh hoạt, ăn 80-20 và ăn linh hoạt như mà đã nói ở video trước. Các bạn nhớ nên uống nước đầy đủ để đẩy nhanh cái quá trình giảm cân, giảm mỡ của mình được nhanh hơn. Và đặc biệt, nếu mà các bạn uống trà xanh hay các loại trà hoặc cà phê trước khi tập 30 phút thì quá trình giảm mỡ của bạn sẽ được đẩy nhanh lên gấp 2-3 lần. Cho nên là hôm nay Nhi sẽ chia sẻ những cái công thức trà giúp thải độc cơ thể và giảm mỡ, giảm cân rất là hiệu quả từ những cái thành phần rất là thân thuộc với các bạn như là nghệ, chanh, gừng, sả, dâu tây, thơm và quế. Cơ thể của chúng ta thì có một cái hệ bài tiết và trao đổi chất cũng như là thải độc một cách tự nhiên. Nhưng mà nếu mà các bạn nạp quá nhiều chất xấu vào người cũng như là những cái thói quen xấu thì sẽ khiến cho cái cơ chế đó bị chậm lại, nó hoạt động kém hiệu quả. Thì các loại trà này sẽ giúp thúc đẩy cái quá trình kích hoạt cái cơ chế đó được làm việc hiệu suất hơn, năng suất hơn. Cho nên là các bạn nhớ là nếu mà quá ngán so với việc uống nước hay là muốn làm nóng cơ thể, muốn trị những cái bệnh giống như là bệnh đau dạ dày, rồi bệnh cảm, muốn da dẻ đẹp hơn thì các bạn có thể xen kẽ các loại nước uống trà nóng này thì sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh cũng như là có những thay đổi về vóc dáng, làn da của mình nữa. Các loại trà này thì các bạn có thể uống nóng hay uống lạnh tùy theo các bạn, nhưng mà mình đang biết là ở Việt Nam đang là mùa lạnh cho nên là các bạn có thể uống các loại trà nóng này rất rất tốt trong cái quá trình mà giảm cân mùa lạnh. Các bạn đi mình nha. Các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây để làm 4 loại trà giúp thanh nhiệt giải độc, giảm cân, giảm mỡ mùa lạnh. Đầu tiên là bột nghệ và mật ong. Cho loại trà thứ hai gồm có chanh, gừng, sả. Loại trà thứ ba gồm có bột quế, một loại trà túi lọc ưa thích của các bạn nhưng mà nhớ chọn loại có calorie bằng không. Thơm và loại trà thứ tư tương tự nhưng với mùi dâu. Đây là loại trà nghệ đầu tiên. Nói chung là đây không phải là loại trà dễ uống, nhưng mà nếu các bạn uống thường xuyên, không phải là thường xuyên đâu, tại vì nếu mà các bạn dùng cái gì quá nhiều hoặc quá liều thì nó cũng không tốt. Nhưng mà mình khuyến khích là các bạn nên uống một tuần 2-3 lần. Nếu mà các bạn thích loại trà này thì nó sẽ rất tốt cho dạ dày, hệ tiêu hóa cũng như là chống bệnh tiểu đường hay là giảm cholesterol xấu. Nhớ thêm mật ong vào thì rất là dễ uống và rất là ngon. You make me weak in the knees. I'm doubling you and me. So darling, please fly away with me, and you will see. Bây giờ là xong loại trà thứ hai. Loại trà thứ hai này thì gồm chanh, gừng, sả
và mình có thêm một tí mật ong cho dễ uống hơn nữa. Nhưng mà do mình nấu ngay ở khi loại trà trước cho nên là nó bị có một cái màu nó hơi đậm một tí. Bây giờ mình uống thử nha. Mình cũng rất là thích loại trà này. Mình đặc biệt thích loại trà nghệ và loại trà này tại vì nó khá là chứa nhiều những thành phần rất là tốt và nó cũng không có ngọt nữa. Đây là loại trà thứ ba, là loại trà thơm và quế. Mình phải nói là mình rất là thích quế. Khi nào mình làm sinh tố hay là uống trà hay là uống cà phê, mình cũng bỏ một chút quế vào. Thì quế giúp cho cái quá trình đốt mỡ của mình cũng rất là nhanh hơn nữa. Cho nên là mình cũng thích mùi rồi thích cái vị quế của nó nữa. Mình cực kỳ thích. Nếu mà các bạn muốn lõa hơn thì các bạn có thể pha nước thêm, tại vì mình có bỏ trà túi lọc ở cái loại trà này. Còn nếu các bạn không muốn bỏ thêm cũng được, mình thấy vị nó cũng đã rất là ngon rồi. Và đây là loại trà thứ tư, là loại trà dâu quế. Mùi dâu và mùi quế nó rất là hợp, rất là thơm. Mình cực kỳ thích quế, trời ơi. Mình mong là video ngày hôm nay là một video hữu ích, và mình cũng sẽ cố gắng dành thời gian để ra nhiều video hữu ích hơn và dành toàn bộ doanh thu YouTube cho cái quỹ Việt Fit Mom của mình. Cho nên là các bạn nhớ ủng hộ cái group Việt Fit Mom cũng như là cái page của mình để theo dõi những thông tin về hoạt động từ thiện của mình nha.